Chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn chuẩn bị cái khuôn tròn in chữ tài lộc, mình những cái khâu nào để mình chuẩn bị mình lên khuôn cho mùa vụ 2024. Thì ở đây mình có một cái khuôn tròn loại lớn, khuôn này là gồm hai mảnh, khuôn này dành cho dưa dưa hấu và cái tái bưởi mà loại lớn, gọi là bưởi từ 2,5 kg tới lên, để những tái bưởi mà sò mà gọi là tơ á, khi mình ép lên thì nó sẽ lên ấy. Thì những cái khuôn này á, thì nó sẽ có cái ba vớ như thế này, tại vì khi đổ đổ nhựa ra nó sẽ có ba vớ, mình phải lấy đầu mình mài cho nó đừng có bén, để cho cái trái của mình nó không có bị cả cái cuống khi lên, cả cái cuống nó có một là gãy hoặc hai là cái trái mình giảm sinh trưởng thì nó bị chai đi, nó sẽ không lớn, làm cho cái trái của mình nó mất thời gian để sinh trưởng, thì nên mình phải mài cho nó đừng có bén đó. Thì sau khi cái khuôn đó, năm nay thì nói chung là Tâm có cái loại khuôn là khuôn tròn in chữ tài lộc ba mảnh, tức là tên một cái khuôn như vậy nó gồm ba miếng như thế này đó, ba miếng thì mình thắp mình ghép lại nó làm giống như một cái khuôn chậu vậy đó, thì nó thời gian mình lấy trái rất là nhanh và nó không bị trầy. Thì tên khuôn nó gồm ba miếng thì nó có ba, một miếng vậy là có hai chữ tài lộc như thế này, thì nó sẽ có ba chữ tài và ba chữ lộc đó. Khi khuôn này mình tháo ra mình nhả ốc ra thì mình ghim nó là ba miếng giống như khuôn chậu vậy đó, thì nó rất là dễ lấy trái và nó không có dập the. Còn cái khuôn cũ hồi xưa ấy, mình khi mà nó làm hai miếng mình tháo ốc ra mình kéo giãn ra thì bắt đầu là sức nén mà nó sẽ kéo làm ra dập cái the đi, thành ra cái trái của mình nó giảm cái chất lượng và giảm cái giá trị sản phẩm đó. Thì khi mình mua về á, thì cái khuôn đó thì mình mua về là mình sẽ sơn, tại vì tùy theo nhu cầu bạn sử dụng dưa lưới hay là các loại dưa màu vàng thì không cần sơn, tại vì cái này sơn tác dụng cho nó giống như là được chữ nó lên màu vàng. Thì mình về mình bắt đầu là mình sơn cái chữ này đi, mình mua sơn đen ngoài chợ đó, mình về mình lấy cọ mình quét lên cái lòng chữ này nè, tại khi cái da cái bưởi nó ép vô thì thời gian nằm đó thì nó sẽ bị mất ánh sáng quang hợp đi, thì bắt đầu là nó chuyển sang màu vàng. Thì khi mình tháo ra chỗ này là cái da bưởi nó sẽ màu xanh, còn cái chữ nó sẽ nổi màu vàng lên rất là đẹp đó. Tùy theo dùng bưởi, một số dùng bưởi thì dưa hấu hoặc một số cái loại như vàng đó thì mình không cần đó, hoặc bưởi diễn á, bưởi diễn thì nó không cần, còn cái bưởi mà da xanh thì mình sẽ làm cho cái nền xanh là chữ vàng thì mình bắt đầu mình sơn. Thì khi mình mua về á, cái khuôn của mình á là mình đã ok hết rồi, mà nhưng số lượng nhiều thì Tâm sẽ hướng dẫn các bạn á, bắt đầu là mình sẽ mài cái phần này đi, tại vì khi khi chỗ mình lấy ra nó sẽ có ba vớ, nó sẽ có ba vớ nó đội lên gờ lên một chút nè, thì khi hai cái khuôn mình khác lại á, thì nó sẽ không 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 khớp với nhau, không sát với nhau đó. Các bạn thấy không, khi mình đưa vô thì nó sẽ có cái độ hở nè đó, độ độ hở của cái khuôn đó, thì thành ra mình sẽ mài sơ nó chỗ này, mình lấy cái dũa mình mài mà để cho nó bằng lại thôi, cho khi hai cái miếng nó sát vô thì nó sẽ sát, làm cho sau này cái trái của mình nó, cái kẻ của mình nó nhỏ đó. Thì các bạn mài sơ nó cái ngay cho cái lỗ này thôi. Một số khuôn á, thì thiết kế cái chỗ này nè nó đã láng rồi, còn một số khuôn là hồi xưa tiếp giáp giữa hai cái phôi khuôn khi ép ra nó có ba vớ ngay chỗ cạnh này, mình phải mài để thôi nó bén bén, làm cho nó sẽ bị cả cái cuống, nó sẽ chậm phát triển khi mình lên trái. Đó là những cái khâu mà họ nó khi mình mài như vậy á, thì khi mình cặp hai cái khuôn này vô bạn thấy nó rất là sát, nó chỉ có một chút chỗ này thôi, tại nói chung là cái khuôn của mình phải kiểm tra lại, thì nó có cái ba vớ á, ba vớ khi mà cái phôi khuôn hai khuôn nó kép ép lại nhau nó sẽ có độ hở, mình xài mình ép lâu ngày nó sẽ có cái độ hở chỗ này, thì nói chung mà mình phải vệ sinh lại, mình sẽ làm cho nó sát nó. Sau khi nó sát thì cái khuôn nó thì nó gồm ba mảnh, thì mình sẽ tạo thành cái khuôn hai mảnh mình mới lên, tức là hai mảnh này mình tháp trước ở dưới đất, xong bắt đầu cái mảnh thứ thứ ba này bắt đầu khi lên trái mình đập vô thì mình sẽ dặn hàng ốc nữa, giống như cái khuôn hai mảnh thôi. Đó, thì cái khuôn ban đầu á, thì mình sẽ dặn một con ốc ngay giữa, các bạn dặn một con ốc ngay giữa và các bạn đừng có dặn nó cứng, tại nói chung là mình gá nó vô thôi để cho cái khuôn mình nó vô vị trí. Rồi cái phần thứ hai, cái thứ hai thì mình cũng vô con ốc dưới hai như chỗ này đó, thì nói chung là một bên như vậy nó là năm năm con ốc, thì mình đưa ba con trước đó, mình cho ba con vô trước, chứ các bạn đừng đừng đưa vô các bạn dặn cứng một con liền, tại khi dặn cứng một con liền thì những cái con kia nó sẽ bị lệch đó, thì nó tính chất đối xứng với nhau thì mình lên
ba con, 1, 2, 3. Thì bắt đầu là mình đã vô vị trí cái rồi thì bắt đầu mình dặn nhẹ nó cái. Bạn dặn nhẹ chỗ này. Các bạn dặn nhẹ dưới này. Đó. Đây, dặn nhẹ chỗ này. Đó. Sau khi dặn nhẹ thì các bạn thấy cái tay gờ, nói chung là nó đều với nhau rồi. Nó đều cái này hai miếng đối xứng với nhau, nó đã đều với nhau rồi. Đó thì mình tiến hành mình dặn cứng cái khuôn. Thì khi này thì cái khuôn nó đã cứng và nó đều với nhau là nó đều. Đó. Các bạn dặn như vậy thì nó sẽ đều cái khuôn. Sau khi dặn cứng ba con này rồi thì các bạn tiến hành dặn thêm hai con này nữa. Hai con thứ này nữa là tổng cộng là 5. Đó. Thì khi như vậy cái khuôn này nó đã cố định và nó đều với nhau rồi thì các bạn cái miếng thứ ba các bạn chỉ cần để vô là nó đúng vị trí hết rồi. Đó thì mình lên trái, mình đưa trái vô và mình để vô. Đó. Thì mình dặn tiếp cái con thứ tư thứ năm nè. Con thứ tư thứ năm thì mình cứ dặn vô tư. Tại vì ba con đầu nó sẽ đối xứng, nó đã vô vị trí rồi. Đó. Khi mình lên khuôn cũng vậy, tất cả những khuôn mình đều lên đối xứng với nhau, con bên đây con bên kia nó sẽ đối xứng với nhau. Khi mình vào cái khuôn cũng vậy, thì mình để cái khuôn vào, cái khuôn này mình bỏ tới bữa vào mình dặn để xong nè, mình chuẩn bị vậy nè, mình đầu mình đi lên cây mình làm thì nó đã hai miếng này và một miếng này, thì mình lấy hai miếng này mình ập vô cái miếng thứ ba mình đưa lên đó. Thì khi miếng thứ ba đưa lên nó cũng lệch tùm lum hết, nó chưa có vô đúng vị trí, thì các bạn cũng lấy hai con ốc các bạn gá một mỗi bên một con ngay giữa này nè đó, các bạn gá mỗi bên một con. Sau khi bạn gá xong rồi bạn dặn cứng cái hai con này lại thì tất cả những con còn lại nó đã vô vị trí hết rồi, thì các bạn siết những con còn lại chứ các bạn đừng có vô mà một hè bên đây rồi bên hè bên đây vô sau, nhiều khi nó lệch, nó chỉ lệch nhẹ một phần thì nó không đối xứng với nhau, thì cái trái của mình sau này nó sẽ bị một cái kẻ nhỏ rất là xấu hoặc nó không có đều trái nó. Thì khi mình treo lên thì bây giờ mình dặn bên đây một con nè, các bạn thấy dặn nhẹ bên đây một con, sau bên đây bắt đầu mình tiếp dặn bên đây một con nữa, mình vô khuôn mà đó, thì mình vô nên dặn con nữa. Thì ốc và cái độ ốc của mình nó nói chung là cái miếng ba khuôn này thì mình đã thiết kế và mình để vừa khớp ngóc vô, thì khi ngóc vào thì bắt đầu bạn thấy không đó, thì nó đã vô vị trí hết rồi đó. Thì bạn chỉ dặn cứng con đây lại và dặn cứng cái con còn lại là hai con này mình dặn cứng hai con giữa nè, còn lại là 10 con sau, nhưng 10 con sau nè, bắt đầu mình dặn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 con sau thì mình sẽ dặn lại là xong. Sau khi dặn xong thì các bạn lấy kẽm, các bạn cọt một vòng qua kẽm đôi á, kẹp qua làm cho nó cứng, giữ cái bụng lại, rồi bắt đầu là mình lấy giấy mình che lại là xong. Thao tác rất là nhanh. Sau khi nó đầy khuôn rồi thì nói chung là trong vòng khoảng 3 tháng là 90 ngày cho tới 100 ngày thì nó đầy khuôn rồi, các bạn cắt và các bạn tháo ra. Thì tháo thì trước khi tháo thì các bạn cắt kẽm rồi các bạn cũng tháo đối xứng với nhau, đừng có tháo một bên thì khi vậy thì nó sẽ bị nén, nó đang bị nén mà, thì mình tháo một bên nó sẽ bị đẩy cái trái đi đó. Thì khi mình cũng tháo tất cả những con lại, mình chừa ba con cái vòng bụng nè, ba con này nó chủ cố định cái khuôn, thì lúc đó mình tháo hết rồi thì mình nhả một con nhẹ cái vòng bụng đây, thì con bên đây nữa rồi bên đây nữa, nói chung là ba con ở vòng bụng này nè, vòng giữa nè là nó đều với nhau, là bắt đầu nó nhả nhẹ đều tất cả ra cái khuôn ra, thì cái tái mình ra nó không bị dập. Thì đây là một cái khuôn tròn ba mảnh mà mình mới nhất coi năm 2024 này. Nói chung là cái khuôn này nó đạt hiệu quả và cái tỷ lệ mà mình tháo ra rất là dễ đối với cái khuôn cũ hồi xưa. Cái khuôn này thì thứ nhất là nó hơi to thì tái nó sẽ không đạt đó, nhưng áp dụng những cái dùng bưởi mà tái thiệt bự đó. Rồi xong bắt đầu là cái nó hai mảnh khi các bạn xỏ ốc bạn tháo ra, nó tháo ra thì nói chung cái mình tháo ra mình kéo mà mình kéo hai bên ra, thì nói chung là các bạn nại nó ra thì nó sẽ bị dập dập the. Thì sau này mình sẽ thiết kế lại cái khuôn ba mảnh thì nói chung cái hiệu quả nó cao hơn. Ba mảnh thì cái thứ nhất cái khuôn này các bạn lên kẽm các bạn phải cột xéo qua dày, cột qua đây, cột giữa cái nữa là ba lần kẽm mà sáu cũng kẽm, tại vì nếu bạn không cột nó sẽ bung ra, nó sẽ bị bể, tại vì cái lực của nó là bên đây là hai cái sóng đây nó cứng nè, nó chỉ gịch hai cứng này thôi nó, còn hai bên đây là nó nở ra, nó ép ra, các bạn không cọt kẽm lại thì nói chung là nó sẽ nở ra, nó sẽ bể. Tất cả những loại khuôn đều phải cọt kẽm, nếu không cọt kẽm mình sử dụng lâu lâu năm có thể là năm nay và năm sau khuôn mình bị răng đi và nó sẽ bể. Còn cái khuôn ba mảnh này theo tính chất đối xứng với nhau thì mình sẽ có ba cái sọc, cái viền 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 khuôn nè, thì nó làm cho mình có ba cái đối xứng này nó rất là cứng, tại nó tạo cho cảm giác đối xứng. Thì bên đây đẩy qua, bên đây đẩy qua thì các bạn thấy bên đây đẩy qua thì gặp cái sóng bên đây, đây đẩy qua gặp sóng đây, đây đẩy qua gặp sóng đây đó. Thì khi như vậy thì cái khuôn mình nó cứng, thì mình chỉ thao tác một cuối cùng nữa là mình cọp một cái vòng ngay bụng này nữa,
hai cọng kẽm vòng qua nữa là xong, tức là mình chỉ thao tác một lần một, tức là hai cọng kẽm thôi, hai cọng kẽm đôi mình cọc cái một là xong. Còn khung kia thì cái thao tác mình lên, thứ nhất là mình cọc kẽm rất là nhiều. Nếu mình cọc kẽm nhiều thì khi mình tháo thái mình cũng cắt kẽm rất là cực nó, mình phải làm cho thời gian lên khuôn nhanh, không dập the, tái mình hiệu quả và nó đẹp. Nói chung là nó nhiều cái nội dung lên tài lọc nữa. Rồi nói chung là cái sản phẩm mình ra nói chung là dễ tháo thì nói chung là đẹp, thì cái sản phẩm mình bán có giá trị cao. Khi đó ví dụ như mình sản xuất số lượng lớn đi, nó thời gian nó rất là quý báu, lên khuôn. Tại vì lên khuôn mà không kịp thì tái nó lớn thì mình không thể nào vô khuôn được nữa. Đó, thì thời gian nó rất là quý báu. Cái bữa tạo hình, trái cây tạo hình dưa hấu cũng vậy nữa, thời gian vô là nó lớn từng ngày. Các bạn đưa vô khuôn hoặc bạn ngủ đêm là sáng ngày là qua cái trái bự hơn rồi vô không được rồi đó. Thành ra là mình rất là quý báu cái thời gian mà một năm có một lần. Thành ra mình chọn lựa cái khuôn mà mình nghiên cứu, mình làm, mà mình test, mình thử nghiệm. Các bạn có thể là mua về và thử nghiệm. Các bạn có nhu cầu thì liên hệ với Tâm là 0939 545658. Rồi, mình cảm ơn các bạn rất nhiều.